Xuất hiện cuộc thi Hoa hậu Miss Grand Việt Nam phiên bản ngáo Husky, trùm cuối xuất hiện không làm khán giả thất vọng. Nếu như cuộc thi Hoa hậu Hot Hòn Hot Miss Grand International vừa qua đã gây ra rất nhiều tranh cãi làm cộng đồng mạng Việt Nam đứng ngồi không yên, thì mới đây ở thế giới loài chó, một cuộc thi Hoa hậu tương tự đã diễn ra. Chỉ có điều khán giả không hề tranh cãi mà thay vào đó là những tràng cười đến ôm bụng vì thí sinh nào cũng xuất hiện với những bộ outfit trông nó lạ lắm. Cụ thể, cuộc thi Hoa hậu với phần thưởng cho ai đăng quang vô địch là một năm sử dụng xúc xích miễn phí. Với tiêu chí đẹp, giỏi, sáng tạo, các thí sinh đã mang đến một buổi biểu diễn mãn nhãn người xem với những bộ trang phục vô cùng độc lạ. Đến nỗi idol TikTok Phạm Thoại khi nhìn thấy cũng chỉ biết khóc thét vì nước đi này anh chưa lường trước được. Điểm qua những màn biểu diễn ấn tượng bao gồm thí sinh mã số 01 với outfit kiểu giang hồ chở búa. Không biết thanh niên này muốn mang đến thông điệp gì cho nhân loại, nhưng nhìn cách ăn mặc của anh ấy thì trông khá bụi bặm. Bao gồm một dây chuyền vàng nguyên khối, một chiếc kính đến từ thương hiệu Luôn Vui Tươi và chiếc khăn trùm đầu đầy mạnh mẽ. Thí sinh thứ hai cũng làm không ít khán giả chao đảo vì chú chó này đã mang đến style chú báo vàng. Với phương châm ăn rồi báo thì đây cũng là một ứng cử viên cho chiếc vô địch mùa giải năm nay. Thí sinh thứ ba xuất hiện cũng như một cơn địa chấn khi chú chó này mang lên mình một bộ đồ đậm chất lao động với phương châm không nam mà đòi có ăn. Hết sức nhân văn thì thí sinh này khiến cho đối thủ khác phải dè chừng liên tục. Thí sinh mã số 04 và 05 mặc dù xuất hiện rất lầu lòi, nhưng cả hai đã bị lu mờ trước thí sinh số 6 khi mang đến một phong cách nhìn rất Dubai nhưng lại đậm chất Halloween Việt Nam với chiếc khăn trùm đầu phiên bản giới hạn chỉ bán 1 tỷ chiếc trên thế giới. Cùng với sự cố không mong muốn khi đi catwalk gần xong thì ngứa đầu quá phải gỡ ra để gãi, thì thí sinh này đã gây được điểm nhấn trong mắt ban giám khảo. Mặc dù chỉ có 1 điểm duyên dáng nhưng lại có đến 9,5 điểm tự nhiên. Ngứa đầu là phải gãi đã rồi tính tiếp. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.